phải học bài. Không dám đâu. Em không phải học bài. Có kìa. Em học bài. Úi dồi ôi. Úi dồi ôi, đấm như thế mà đòi đóng quảng cáo. Điên chứ. Không chỉ đọc kỹ bán hợp đồng giờ sao đây? Cũng lao thì phải sao lao thôi. À, đóng quảng cáo kia đó còn gì hình tượng của mình nữa.